Ờ, sao bà bảo tôi là mặc đồ đơn giản thôi? Ừ, thì tôi mặc đồ đơn giản mà. Tại do bà đen mà xấu nên mặc cái gì cũng xấu à. Chứ đồ này là tôi mặc ở nhà đó. Ê, ừ? Sao giới thiệu tôi người gì mà xấu, đen nữa? Thôi, tôi đi toilet xíu đây. May mà mình có mang theo tầm trắng cao cấp 30 giây này. Nguyên liệu thì nhập khẩu 100%. Tấm lần đầu thôi là da đã bật tông, trắng sáng lại còn mịn màng nữa. Để tôi cho hai người biết tay. Mai ơi, bà Mai, bà làm gì chở mà lâu quá vậy? Mai, sao nhìn em xinh quá vậy? À, mình kết bạn đi tối giờ nói chuyện ha. Tôi không có phước để quen được anh. Mai ơi, sao bà làm sao mà bà thay đổi dữ vậy? Trời, bà trắng ra luôn á. Mốt ngột à, còn thơm nữa. À, tôi tặng cho bà này. Coi như đây là món quà cuối cùng chúng ta gặp nhau. À, đúng rồi, tôi thấy hai người hợp nhau lắm đấy. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người giữ chặt lấy nhau đi.